Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tham gia thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 5. Giảm lãi suất điều hành, hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp vượt khó. Để quế Lào Cai khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế. Trong phần tin trong nước và quốc tế, 24 doanh nghiệp đồng ý bán điện bằng 50% mức giá trần. Người dân bị giảm mạnh sử dụng ô tô. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 25 tháng 5, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022 và những tháng đầu năm 2023. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã tham gia thảo luận tại tổ về nội dung này. Tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023, việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia, cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Phát biểu thảo luận tại tổ, đại biểu Dung A Lệnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đề nghị chính phủ và các bộ ngành sớm có giải pháp giúp tháo gỡ khó khăn, bất cập về các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho hộ nghèo, người dân tộc ít người, nhất là ở các xã đã hoàn thành nông thôn mới, tháo gỡ khó khăn về thuốc, vật tư y tế, đảm bảo duy trì, nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Về chỉ tiêu kế hoạch giao hoàn thành nông thôn mới, chính phủ rồi bộ cũng phải xem xét và cái phương pháp giải pháp giao như thế nào cho nó hợp lý, nếu không là gây áp lực cho các địa phương mà dẫn đến một cái áp lực là chạy theo chỉ tiêu kế hoạch, tức là chưa chín mà ép cho chín, bởi vì nếu không thì là sẽ không hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch. Chiều nay ngày 25 tháng 5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án luật tài nguyên nước sửa đổi, đồng thời thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật hợp tác xã sửa đổi. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 5, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo huyện Bắc Hà tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Dự và chỉ đạo có Đại tá Phạm Hùng Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành, đoàn thể của tỉnh. Ở phần cơ chế nội dung diễn tập đúng trình tự, các cuộc họp đã nhận định, đánh giá đúng tình hình, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và tình huống đặt ra. Ở phần diễn tập thực binh bắn chiến đấu, xử trí tình huống A2, lực lượng tham gia đã chủ động khắc phục khó khăn, tích cực vừa huấn luyện vừa xây dựng thao trường, thành thục các động tác kỹ chiến thuật, làm chủ vũ khí thiết bị, thực hiện nhiệm vụ đúng ý định trong diễn tập có tinh thần trách nhiệm cao. Kết thúc diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bắc Hà đạt kết quả xuất sắc, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà đã tặng giấy khen cho 24 tập thể và 150 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Sáng nay ngày 25 tháng 5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo khai mạc hội thi kể chuyện Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh tỉnh Lào Cai năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham gia hội thi có 55 thí sinh ở 3 bậc học, đến từ 9 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 18 thí sinh là người dân tộc thiểu số. Hội thi diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 5. Các thí sinh sẽ lần lượt trải qua các nội dung thi, kể một câu chuyện về Bác Hồ trong bộ tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh, trả lời câu hỏi của ban giám khảo về tấm gương đạo đức, thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác. Hội thi nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, tích cực rèn luyện, tu dưỡng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là sân chơi bổ ích, giúp các em giao lưu, học hỏi,
đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng bộ tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 trong các nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm cuối năm 2022, theo chủ trương của chính phủ về kiểm soát lạm phát, các ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Tuy nhiên giờ đây lãi suất đã dần hạ nhiệt, việc tiếp cận đồng vốn cũng dễ dàng hơn, giúp doanh nghiệp từng bước ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Cuối năm ngoái, sản xuất đang khó khăn, doanh nghiệp này chịu thêm sức ép rất lớn từ việc ngân hàng tăng lãi suất, khoản vay 85 tỷ đồng từ Agribank. Lãi suất chỉ cần tăng thêm 1 hoặc 2%, hàng tháng số lãi công ty phải trả đội lên đáng kể. Bước sang năm 2023, cửa khẩu khôi phục toàn diện, hoạt động chế biến xuất khẩu nông sản dần ổn định. Việc ngân hàng giảm lãi suất như chiếc phao cứu sinh giúp doanh nghiệp phục hồi. Năm ngoái trở đến năm nay thì lãi suất đang có thời điểm lên đến 10. Đấy, nhưng bây giờ là xuống đến 8,5 thì là cũng là rất là tốt cho doanh nghiệp rồi. Giúp bà con rồi tạo công ăn việc làm cho công nhân. Từ đầu năm đến nay, một số ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay. Tại Agribank Lào Cai 2, dư nợ tín dụng của doanh nghiệp đạt 1.543 tỷ đồng, tăng trưởng gần 7% so với thời điểm đầu năm. Đảm bảo về nguồn vốn tín dụng, lãi suất tiếp tục giảm là yếu tố giúp ngân hàng này sẽ tăng trưởng mạnh dư nợ tín dụng trong nửa cuối năm nay. Cái việc cắt giảm lãi suất thì cũng giúp cho doanh nghiệp là tiết giảm được chi phí và giúp cho những doanh nghiệp vượt qua những khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Có một cái chương trình giảm lãi suất cho toàn bộ những doanh nghiệp mà đủ điều kiện, doanh nghiệp mà đánh giá là theo Agribank đánh giá là khách hàng tốt đấy, khách hàng có tiềm năng thì chúng tôi đã giảm toàn bộ lãi suất, chủ động giảm cho khách hàng. Cái thứ hai là đối với cho vay mới thì chúng tôi cũng giảm đưa cái mức lãi suất trong năm đầu tiên là về 9%. Với hai lần điều chỉnh lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước đã tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay. Tại Lào Cai, các ngân hàng thương mại bình quân có mức giảm lãi suất cho vay từ 1% đến 2% so với đầu năm, đồng thời vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp theo các chương trình nghị quyết của chính phủ tùy từng đối tượng, lĩnh vực. Vận động, khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người dân tiếp cận được cái nguồn vốn tín dụng với cái lãi suất phù hợp và tiết giảm được cái chi phí tài chính để đầu tư khôi phục sản xuất kinh doanh. Mới đây, lần thứ 3, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hạ lãi suất điều hành thêm 0,5%, áp dụng từ ngày 25 tháng 5. Như vậy, thời gian tới, lãi suất cho vay sẽ tiếp tục giảm. Các ngân hàng thương mại cũng sẽ kéo dài thời gian trả nợ đối với khách hàng đến kỳ nhưng chưa có khả năng thanh toán. Đây là những tín hiệu tích cực giúp các doanh nghiệp phục hồi mạnh mẽ. Công đoàn cơ sở Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai vừa tiến hành đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho người lao động. Trong nhiệm kỳ, hơn 600 lượt viên chức người lao động được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Đã có 50 đề xuất, sáng kiến kinh nghiệm trong công tác chuyên môn được áp dụng vào thực tế, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền. Tổ chức công đoàn cũng quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động. Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Ngày 24 tháng 5, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh ban hành thông báo số 322 về việc phân luồng phương tiện chở quả vải tươi xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Theo đó, từ 0 giờ ngày 26 tháng 5, phương tiện chở quả vải tươi xuất khẩu đến cửa khẩu Kim Thành khai báo với Bộ đội Biên phòng tại vị trí barrier số 2B để được cấp phiếu điều tiết hướng dẫn đi theo biển chỉ dẫn trên đường T4 vào tập kết tại bãi đỗ xe trước nhà liên ngành. Đại diện tổ chức cá nhân xuất khẩu quả vải tươi thực hiện khai báo với cơ quan hải quan tại barrier số 2A để được lực lượng biên phòng điều tiết phương tiện đi vào khu vực giám sát hải quan làm thủ tục xuất khẩu.
Các đơn vị thành viên quản lý cửa khẩu trong thời gian xuất khẩu quả vải bố trí cán bộ có mặt tại vị trí làm việc trước giờ mở cửa khẩu 30 phút để tiếp nhận, giải quyết thủ tục, giúp hoạt động xuất khẩu quả vải tươi tại cửa khẩu Kim Thành nhanh chóng, thuận lợi. Cây quế, một trong 6 ngành hàng chủ lực của tỉnh đang có thị trường xuất khẩu rộng lớn. Giá trị kinh tế cao, số hộ nông dân tham gia với diện tích lớn, ngành hàng quế đang mang lại cho tỉnh cả 100 tỷ đồng mỗi năm. Giá trị này còn tiếp tục tăng khi liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp càng bền chặt, cây quế được canh tác hữu cơ. Diện tích đất trồng sắn, ngô, rừng tạp đang dần thay thế bằng cây quế. 2 năm đầu, khi quế còn nhỏ, vẫn có thể trồng xen canh bằng các loại cây trồng ngắn ngày như lạc, đậu tương, giúp các hộ đảm bảo nguồn thu. Khi quế khép tán, từ năm thứ 3 trở đi, không trồng xen canh được, thì nông dân đã có thu từ tỉa thưa cành lá. Cách làm này giúp khoảng 42.000 hộ dân trồng quế liên tục có thu nhập. Hầu như tất cả các hộ gia đình thì bây giờ đều là chuyển sang cơ cấu là phát triển trồng cây quế. Lợi ích mà cây quế đem lại hầu như là ví dụ đến tuổi khai thác thì chúng tôi có thể tận dụng hết được từ lá, từ thân và từ vỏ. Vào thời điểm chính vụ thu hoạch, mỗi ngày hợp tác xã này thu mua từ 5 đến 7 tấn vỏ quế tươi và xuất bán khoảng 60 tấn quế khô các loại, trong đó quế ông Sáo chiếm trên 50%. Yếu tố để sản phẩm luôn có thị trường xuất khẩu ổn định, đó là việc tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn và liên kết với các hộ dân. Tìm được cái đầu ra cho sản phẩm về quế thì đằng sau đó có rất là nhiều hưởng lợi, bao tiêu sản phẩm cho các tổ nhóm, các tổ hợp tác, rồi các hộ dân cùng trồng quế, rồi người trồng quế, rồi người khai thác quế. Chứng nhận được cái sản phẩm OCOP thì đồng thời là đã thực hiện được tất cả những cái bước từ trồng, chăm sóc, chế biến và sơ chế là nó theo các tiêu chuẩn quy định. Theo đánh giá, chất lượng sản phẩm quế Lào Cai đứng thứ 3 cả nước, giá trị sản xuất đạt trên 40 triệu đồng một hecta một năm, cao hơn nhiều so với các loại cây lâm nghiệp khác. Đây là điều kiện để nâng cao chất lượng ngành hàng chủ lực của tỉnh. Cần phải có sự vào cuộc của người dân, của các doanh nghiệp. Bởi vì các doanh nghiệp xuất sang đâu thì có cái tiêu chuẩn đấy. Do đó doanh nghiệp phải là người vào cuộc, chính quyền địa phương có trách nhiệm khuyến khích, thúc đẩy. Thế và người dân là phải hợp tác với doanh nghiệp thì mới thành công được. Đạt các tiêu chuẩn an toàn, quế Lào Cai đã có mặt ở hàng chục quốc gia. Thị trường xuất khẩu rộng lớn, đảm bảo các quy định khắt khe của bạn hàng. Người trồng quế và các cơ sở chế biến đã và đang củng cố vững chắc chỗ đứng trên sân chơi quốc tế, tạo việc làm, mang lại thu nhập ổn định và mở ra cơ hội làm giàu trong tương lai gần. Từ ngày 20 tháng 5 năm 2023, Công an thị xã Sapa ra quân thực hiện cao điểm về kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Sau 5 ngày, lực lượng chức năng đã lập 36 biên bản vi phạm, xử phạt số tiền trên 230 triệu đồng. Đợt cao điểm diễn ra trong 2 tháng từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 20 tháng 7, với mục tiêu chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, tạo chuyển biến tích cực, kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Sapa. Sau 5 ngày, từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 5, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã Sapa đã lập 36 biên bản vi phạm, trong đó có 34 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn và bắt giữ một đối tượng liên quan đến ma túy. Với mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%, bình quân mỗi năm giảm từ 4 đến 5% hộ nghèo. Đảng bộ huyện Bát Sát chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp, trong đó phân công đảng viên phụ trách giúp đỡ hộ nghèo đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đây cũng là cách để nâng cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên cùng gánh vác chủ trương giảm nghèo. Hôm nay, anh Hoàng Văn Cường, thôn Ná Lùng, xã Góc Mì lên nương với một tâm thế khác. Không chỉ được hỗ trợ cây giống mà cán bộ kiểm lâm còn trực tiếp hướng dẫn gia đình cách trồng, chăm sóc cây sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Các anh bên kiểm lâm huyện hỗ trợ cho gia đình là hơn 2.000 cây quế. Gia đình cảm thấy rất là vui và gia đình tôi là đang quyết định sẽ trồng hết cái khu vực đất đồi trống này. Đấy, qua những cái năm mà trồng sắn, trồng ngô, trồng chuối không thành thì nay lại chúng tôi lại chuyển sang trồng quế. Anh Hoàng Văn Cường chỉ là một trong hàng nghìn hộ nghèo của Bát Sát được thụ hưởng từ chủ trương phân công đảng viên phụ trách giúp hộ nghèo thoát nghèo có địa chỉ của Đảng bộ huyện. Trên cơ sở phân công, các đảng viên đến từng hộ gia đình nắm hoàn cảnh, tìm hiểu nguyên nhân và hướng dẫn cách làm phù hợp. Bản thân cũng như các đồng chí trong cơ quan thường xuyên xuống để giúp đỡ hướng dẫn người dân các biện pháp phát triển kinh tế, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng vật nuôi,
và các biện pháp hạch toán kinh tế nhằm mục đích thoát nghèo và thoát nghèo bền vững. Thực hiện chủ trương của Đảng bộ huyện, căn cứ vào thực tiễn, các cấp ủy cơ sở triển khai nhiều giải pháp phù hợp. Trong đó, cùng với tuyên truyền về chính sách giảm nghèo, các đảng viên đã hướng dẫn bà con sử dụng hiệu quả vốn vay bằng cách lựa chọn cây trồng vật nuôi phù hợp, kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, đồng thời tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm. Chỉ đạo cho cán bộ đảng viên tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện cái chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy là giúp đỡ hộ nghèo, thoát nghèo và phấn đấu là cái tỷ lệ hộ nghèo của huyện Bát Sát hàng năm phải giảm được từ 4-5%. Kết thúc năm 2022, Bát Sát có 1.336 hộ nghèo trên địa bàn các xã, thị trấn được đảng viên giúp đỡ vươn lên thoát nghèo. Kết quả này cho thấy chủ trương phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ nghèo thoát nghèo đang mang lại kết quả. Chủ trương này không chỉ nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, giúp họ có thêm kiến thức từ thực tiễn mà còn tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đảng với dân. Tiếp theo chương trình, Hưng Yên hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip. Dự án khu nghỉ dưỡng hình mặt trăng ở Dubai. Tỉnh Hưng Yên trở thành địa phương đứng thứ 2 trên cả nước sau Hà Nam hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Cụ thể, Hưng Yên đã hoàn thành cấp căn cước cho 100% công dân có đủ điều kiện, kích hoạt gần 400.000 tài khoản định danh điện tử, đạt gần 70% kế hoạch. Hiện nay, một số dịch vụ như khám chữa bệnh, đăng ký xe máy, ô tô, thủ tục thuế tại Hưng Yên được thuận lợi hơn cho người dân khi sử dụng căn cước công dân đã được kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Trước đó, với nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, Hà Nam là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân đủ điều kiện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa thống nhất phương án giá mua điện tạm thời, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng với 24 dự án năng lượng tái tạo. Cụ thể, giá tạm thời sẽ bằng một nửa giá trần khung giá phát điện cho từng loại hình nhà máy điện, theo quyết định của Bộ Công Thương. Trong đó, 19 dự án hoặc một dự án đã được Bộ Công Thương phê duyệt thông qua giá tạm tính, một dự án đang hoàn thiện thủ tục và 4 dự án đang tiếp tục rà soát hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo công ty mua bán điện thuộc EVN, hiện có 37 trên 85 dự án năng lượng tái tạo chưa có giá bán nên đã gửi hồ sơ để phục vụ đàm phán giá điện và hợp đồng mua bán điện. Với 48 dự án còn lại đang được yêu cầu gửi hồ sơ để xem xét thỏa thuận giá điện. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay 63 tỉnh thành đã công bố lịch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024. Theo đó, đa số địa phương tổ chức kỳ thi vào lớp 10 trong nửa đầu tháng 6. Chỉ có số ít tỉnh thành tổ chức thi vào cuối tháng 5 là Thanh Hóa, Hệ Chuyên và Lai Châu. Ngoài ra, còn có Bắc Cạn học sinh thi vào tháng 7. Về phương thức tuyển sinh, toán, văn, tiếng Anh là 3 môn thi phổ biến trong kỳ thi vào lớp 10. Bên cạnh đó, một số địa phương còn dùng thêm bài thi tổ hợp gồm tiếng Anh và một số môn khác để xét tuyển. Ba địa phương không tổ chức thi mà xét học bạ để tuyển sinh vào lớp 10 Đại Trà là Đồng Tháp, Gia Lai và Lâm Đồng. Tại Lào Cai, kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày mùng 3, mùng 4 và mùng 5 tháng 6 với 3 môn thi là toán, văn, ngoại ngữ. Chuyển sang những tin tức quốc tế, Ngoại trưởng Anh đã tới Brazil và gặp người đồng cấp tại thủ đô Brasilia trong chuyến công du Mỹ Latin. Phát biểu họp báo chung, hai ngoại trưởng khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ song phương. Ngoại trưởng Anh ủng hộ việc Brazil có tiếng nói lớn hơn trong các vấn đề quốc tế và giữ vai trò quyết định trong việc định hình lại trật tự quốc tế cũng như hệ thống đa phương. Nhân chuyến thăm của Ngoại trưởng Anh thông báo khoản tài trợ mới trị giá 7,3 triệu bảng, tương đương 9,2 triệu đô la Mỹ cho dự án khoa học mang tính bước ngoặt trong rừng nhiệt đới Amazon trên lãnh thổ Brazil, để giúp xác định tác động từ các mức tăng lượng CO2 đối với cây rừng. Trước đó, Anh đã tài trợ tổng số tiền gần 6,5 triệu đô la Mỹ cho các quỹ khác của quốc gia Nam Mỹ này. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập với sự tham gia của các nhà lãnh đạo khu vực sử dụng đồng euro. Chủ tịch ECB đã có phát biểu đầy lạc quan
khẳng định đồng euro là một trụ cột cho hòa bình lâu dài. Thủ tướng Đức cũng bày tỏ sự ủng hộ với sự hình thành thể chế tài chính chung này của châu Âu. ECB được thành lập năm 1998, chỉ vài tháng trước khi đồng euro được phát hành vào năm sau đó. Kể từ khi đồng tiền chung ra đời, GDP bình quân đầu người của khu vực Eurozone đã tăng hơn gấp đôi, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống các mức thấp kỷ lục. Mặc dù hiện tại lạm phát ở Eurozone đang tăng lên ở mức cao, nhưng lạm phát trung bình trong 25 năm qua chỉ ở mức 2,05%, khá gần mức mục tiêu của ngân hàng này. Trong xu thế thế giới đang theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng xanh, người dân Brussels cũng đang giảm dần việc sử dụng ô tô cá nhân để chuyển sang sử dụng các phương tiện công cộng và phương tiện thân thiện với môi trường. Một khảo sát gần đây của Sở Giao thông Brussels, Bỉ, cho thấy trong 10 năm qua, tỷ lệ ô tô đăng ký mới đã giảm mạnh từ 38% xuống còn 27%. Ngược lại, tỷ lệ xe đạp lại tăng từ 3% lên 9%. Hiện chỉ có 46% hộ gia đình tại Brussels sở hữu ô tô, thấp hơn so với các vùng khác tại Bỉ. Trong khi 47% số hộ có xe đạp và 11% có xe đạp điện. Theo giới chức giao thông Brussels, người dân thành phố này đã thực sự thay đổi thói quen đi lại. Hiện có khoảng 36% người dân đi bộ, sử dụng xe scooter điện hoặc phương tiện giao thông công cộng, đồng nghĩa với việc họ lái xe ô tô ít hơn trước kia. Ước mơ được đặt chân lên mặt trăng của nhiều người sắp không còn xa vời khi tới đây, một khu nghỉ dưỡng có thiết kế mái vòm tựa như một mặt trăng khổng lồ sắp sửa được xây dựng ở thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Moonwell Resort là tổ chức đang triển khai dự án xây dựng khách sạn khổng lồ hình dạng mặt trăng tại Dubai. Mỗi khách sạn sẽ là sự tái tạo 360 độ của mặt trăng trên quy mô lớn, hoàn chỉnh với kết cấu dựa trên tỷ lệ thực tế. Mỗi mặt trăng dự kiến cao 224 mét với chu vi 622 mét, tùy thuộc vào vị trí và quyền được cấp phép. Dự án trị giá khoảng 5 tỷ đô la Mỹ, bao gồm một công trình hình cầu nằm trên một tòa nhà hình trụ giống bệ đỡ phía dưới và sẽ phát sáng vào ban đêm. Khu nghỉ dưỡng có 4.000 phòng, một hội trường có sức chứa 10.000 người. Những biển hiệu bằng đèn neon rực rỡ vào ban đêm đã trở thành nét đặc trưng của Hồng Kông, Trung Quốc trong suốt hơn 100 năm qua. Mặt trời khuất bóng cũng là lúc những con phố tại Hồng Kông, Trung Quốc lên đèn. Những bảng hiệu neon rực rỡ từng là biểu trưng của xứ Cảng Thơm nhiều thập kỷ nay. Cho đến năm 2010, khi các cơ quan chức năng quyết định sửa đổi các tiêu chuẩn an toàn cho các biển quảng cáo, hầu hết các bảng hiệu neon đã bị tháo gỡ do vượt quá giới hạn kích thước hoặc chắn các lối thoát hiểm. Một trong số đó là biển hiệu 25 tuổi của tiệm cầm đồ Chang Sun. Năm ngoái, đã có hơn 1.100 tấm bảng hiệu neon bị gỡ. Hiện khắp Hồng Kông còn chưa tới 500 bảng hiệu neon hoạt động. Quý vị khán giả thân mến, cùng với tài năng, niềm đam mê nghệ thuật, các em nhỏ tại thành phố Lào Cai còn tích cực tập luyện, trau dồi kỹ năng, trở thành những hạt nhân truyền niềm đam mê cho các bạn cùng trang lứa. Một khoảnh khắc Lào Cai hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh đẹp và cũng rất đáng yêu của các em thiếu nhi Lào Cai trong tập luyện và hoạt động biểu diễn. Mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm 25 ngày 26 tháng 5 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên thời tiết các địa phương trong tỉnh từ ngày 24 tháng 5, thời tiết đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, vùng thấp có nơi nắng nóng.
Đặc biệt khu vực thành phố Lào Cai thì đêm về sáng có mưa rào và dông, ngày nắng oi, vùng cao đêm về sáng trời lạnh. Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh thời tiết mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, có sét đánh trong mưa dông. Đặc biệt là những trận mưa dông nhiệt xuất hiện vào các buổi chiều sau một ngày nắng nóng. Khi trời sắp xảy ra mưa dông thì biện pháp tránh sét tốt nhất là nên vào nhà, nhất là tòa nhà hay công sở có lắp đặt hệ thống chống sét. Nếu ở ngoài trời tuyệt đối không dùng cây cối làm chỗ trú mưa, tránh các khu vực cao hơn xung quanh, tránh xa các vật dụng kim loại như xe đạp, máy móc, hàng rào sắt. Còn bây giờ là thông tin chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió tây cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.